Các công thức của mạng Viettel chuyên để dùng mạng xã hội mà các bạn biết. Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ bật mí cho các bạn ba công thức chuyên để sử dụng mạng xã hội. Đó là công thức IT15K, công thức IT50K và công thức MXH120. Và trước tiên, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký công thức IT15K. Với cước phí để đăng ký là 15.000 đồng. Và bạn sẽ nhận được 25GB data tốc độ cao để sử dụng YouTube trong suốt 7 ngày. Để đăng ký công thức thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp IT15K dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký công thức IT50K. Với cước phí để đăng ký là 50.000 đồng, bạn sẽ nhận được 50GB data tốc độ cao để truy cập YouTube trong suốt 30 ngày. Và để đăng ký công thức thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp IT50K dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước MXH120 với cước phí để đăng ký là 120.000 đồng và bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày, tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng và bạn còn được tặng thêm 30 phút để gọi mạng nữa. Và ưu đãi đặc biệt nhất của gói cước là bạn được miễn phí hoàn toàn data khi truy cập YouTube, TikTok và Facebook trong suốt 30 ngày. Để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp MXH120 dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn top 3 gói cước chuyên để dùng mạng xã hội. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp với các bạn. Các bạn thân mến, và như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh đầu của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.